Chào các bạn, mình là Diệp. Chào mừng các bạn đến với kênh Diệp Tẩy Vlog. Mình sinh ra tại khu vực đồi núi, làng của mình nằm ở dưới chân ba ngọn núi phía trước. Hôm nay thì có một số người đến chơi nhà mình, thì có các bà và các em đang gấp giấy. Các bạn ạ, mọi người đang rất là chăm chỉ, chăm chú gấp. Bà cùng nhau lên, cố lên nhé. Rồi, mọi người rất là hăng hái. Em bé này càng thêm bé nên là em đang ngồi xem thôi. Rất tệ mà liều này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, con còn ngồi. Nhất tụi em. Làm cái này xong, ngày này là xong. Đúng rồi. Cái mồm nó đâu rồi? Được rồi. Cái này mình gấp xuống là thành cái mồm. Đây nó mọc rồi. Đấy, bà đã hoàn thành con cò rồi. Và xong rồi này. Đây rất là nhiều cò các bạn, mọi người đã gấp được thành công. Bà chỉ cho cháu. Hôm nay có em Nhã Uyên cũng đến nhà mình gấp giấy. Mình sẽ hỏi Nhã Uyên một câu nha. Nhã Uyên có thích con cò ngồi không? Em thích. Em thích con gì nhất nào? Đây là lần đầu bà gấp đúng không ạ? Trước đây bà có gấp giấy chưa ạ? Bà gấp lần này là đầu tiên. Thôi phôi tính tay đi. Bà Hân gấp phải ngày vô. Bà Hân gấp ngày thôi. Bình thường thôi. Vay bao chip tôi này ra sư bố. Ăn vay đấy chứ. Giá tổ 3 triệu. Thì bà Hân cần lấy gấp phần này mình lợi ích hơn ké bố. Bà Hân gấp phần này mình lợi ích lại với thoải mái tinh thần nè, xong là bổ ích cho tinh thần và sức khỏe của cân ké. Cái cân ké thỉnh thoảng luôn luôn cũng hết cái này giải trí đấy bạn nè. Giải trí đầu óc đấy. Dạ bà chắc là phục bà nhân dạy hứa bảy lực lan thêm xuống không? Bà chắc bà sẽ thôn lực lan lắm. Lực lan chắc nữa. Bà nát tụ én bố, bà nát tụ hăng lấy ai? Bà nát tụ én nè, tụ chim bồ câu nè, nát lại tụ bà. Dần thôn gì đấy. Thôn gì đấy. Bà chắc nào dần thôn. Bà chiếu theo video của Diệp Diệu Thành TV, bà gấp theo bố. Bà chiếu theo đi, gấp theo đấy. Thoải mái luôn. Cảm ơn bà nữa.